trung với cọp thì cũng khó lắm. Cái này anh em phải canh đầu. Còn cọp nó xả nhanh lắm, cọp nó xả cực kỳ nhanh luôn. Anh em nào bắn cọp cứng một chút là bá lắm. Thì đơn giản là đam nó quá khủng rồi. Rồi năm kill làm cái multi được không anh em? Máu còn nhiều nè. Rồi mình chết rồi. Ôi trời. Có phải bạn đang cần một địa chỉ mua bán acc đột kích uy tín chất lượng? Đến ngay shop nhật trường.com, liên hệ hotline để biết thêm chi tiết. Hello, à có phút chết rồi. Hello, xin chào tất cả anh em đã lại đến với kênh của Bentikill Rockfire nha. Và em là Ben đây. Thì hôm nay em sẽ bắn con quốc dân anh em. Nhìn anh em biết cái con gì rồi, cái con búm là bè nha. Đây là một cái con quốc dân rồi. Tại sao em gọi nó là quốc dân nha? Tại vì ôi gọi cái tâm đi đâu rồi, cái tâm để đâu rồi, chết với cớp rồi. Trời ơi, vẫn sợ cớp lắm anh em. Thì tại sao em gọi nó là cái con quốc dân? Tại vì nó cho hồi Tết anh em, cho free luôn, chỉ anh em cần anh em chơi và đăng nhập cái ngày đó thôi. Hình như Tết năm 2022 thì phải. Đúng rồi, Tết năm 2022. Tết năm đó thì vừa hết dịch thôi anh em. Năm đó để coi em cũng máu me cây này nè, mà lúc đó mới quay lại game luôn. Rồi cái ngày Tết, ngày mùng như em nhớ nó cho nha, ngày mùng 3 hay ngày mùng 4 gì em không nhớ nữa. Em phải kiếm quán net chơi nè, chứ ở nhà là không có đem máy gì nhà, rồi cũng không có laptop luôn. Mà phải chơi một trận nha, trận 60 phút hay gì đó. Ủa vậy chơi 60 phút game chứ lộn, chứ không phải một trận 60 phút hay 30 phút ta, không nhớ nữa. Mà thôi, nói chung là Tết năm 2022 đó thì nó cho free luôn. Cái này bắn cực ngon anh em, nó giống y hệt như cái con Cebus vậy, cái con Balan đó. Nó không có bị to bè, nó không có bị bự, thay đạn lại nhanh, đơn giản, gọn nữa. Cắm ghim, bắn ghim vào đầu luôn, đạn gấn rất là ngon luôn em. Nói chung là ok hết. Cái này không có gì để chê rồi, chắc nhiều anh em cũng biết rồi. Chuyên anh em chuyên lấy để delay anh em mà để chuyên lấy để delay với súng nhắm, cái này thì cũng khá là bá luôn á. Rất là, đây là sự lựa chọn của rất nhiều anh em luôn. Nó cũng đẹp nữa. Cái bộ búm lebe này thì em có làm cây M200 chế tác búm lebe rồi. Cái M200 chế tác nó cũng ngon nữa. Nói chung cái bộ búm lebe này còn cây nào cũng ngon thôi. Búm là bay mà. Ô 24 rồi. Xa dữ ta. Ôi trời ơi. Thôi bắn test cho anh em coi coi. Thôi coi coi. Em nào chưa có thì cố gắng sở hữu em nói nha, rất là im luôn. Đôi khi cầm cái này lên mình bắn mình cũng chả hiểu làm sao mình bắn được vô đầu nữa nè. Nếu mà coi về con này thì em thích coi nhất là Rambo bắn con coi rất là sướng mắt anh em. Nhiều pha cũng phản xạ kinh khủng lắm. Bắn con mình như bắn sniper vậy, bắn phát một không. Mà họ cái năm mà để năm 2022 anh em để lấy cái cây này á, em phải chạy đâu ăn net. Mà lúc đó cái net mới mở lại sau dịch Covid anh em, cái net cực kỳ tàn luôn. Mặc dù đó là một trong những cái net mà ở tỉnh luôn á, ở thành phố chứ không phải tỉnh, ở lúc đó là lên thành phố, là ở thành phố luôn á. Một cái net mà lúc trước dịch nó cực kỳ xịn sò luôn. Và anh em cũng thấy một điều là sau net á, những sau dịch những cái net cỏ nó chết mầm luôn. Quê khoan quê, năm kêu. Ôi trời ơi. Nãy anh em thấy không? Tôi lại bắn chết, bắn thằng đằng trước mà chết thằng đằng sau nữa rồi. Trời ơi. Ê, gần top nào anh em ơi. Rút được cái khoảng cách rồi. Thu hẹp được khoảng cách rồi. Dòng con này ngày xưa nó cực kỳ phế luôn anh em. Nó cực kỳ ram yếu luôn anh em, nào bắn cái con nó biết rồi. Cái con GB nó cực kỳ tệ luôn. Không hiểu sao đem vô CFS nó lại thành một cây ngon, xong nó đổi mấy phiên bản báo vật này quá đã luôn. Nó cũng có một cái dòng VIP nữa nhưng mà lại là dòng VIP 2 cây. Anh em là coi kênh em nó biết rồi. Cái dòng VIP dual con á, dòng VIP dual con Cyber Sun Hot. Một cây thì nó ngon mà hai cây bắn cực kỳ tệ.
nó cực kỳ tệ thì cũng không phải lắm, nhưng mà không ngon anh em. Em đã thử rồi. Mà cái set Cyber sang hot đó bây giờ chắc chị người ta chỉ còn xài cái quắm thôi chứ không có ai xài gì nữa. Set đó cũng ngốn bộn bạc á. Ô trời. Còn nếu mà anh em theo so con với cọp này thì cũng kẻ tấm lạng người nửa cân đó anh em. Nhưng mà để mà tầm gần với tầm trung với cọp thì cũng khó lắm. Cái này anh em phải canh đầu. Còn cọp nó xả nhanh lắm. Cọp nó xả cực kỳ nhanh luôn. Anh em nào bắn cọp cứng một chút là bá lắm. Thì đơn giản là đam nó quá khủng rồi. Rồi 5 kill làm cái multi được không anh em? Máu còn nhiều nè. Rồi mình chết rồi. Ôi trời. BMR. Cái BMR khá nhiều người chơi luôn anh em. Nó có phiên bản camo với phiên bản thường nữa. Để em nào bắn thử cái BMR đó coi. Thấy ra đạn cũng nhanh đó. Em thích những cái dòng súng lục ra đạn nhanh. Con này cũng không. Con này cũng ra đạn khá là nhanh đó. Dòng con này thì nó có cái dòng em đã bắn rồi. Đó là cái dòng gì ta, Liberation á. Cái cây con Liberation nó lại to bè và nó thay đạn khác hơn. Nó cầm cho mình cái cảm giác nó nặng nề lắm. Cây con dòng này nè, con dòng này nó sẽ cho mình cái cảm giác cầm nhẹ nhàng hơn và dứt khoát, nói chung là linh hoạt hơn. Khác rất là nhiều luôn. Còn cái dòng con Liberation á, Liberation nó còn một cái phiên bản nữa. Nhưng mà phiên bản nó hình như chắc không về Việt Nam đâu. Cái phiên bản có chữ SBL á, mà anh em nào có coi clip của Tú Lê chắc biết á. Cái clip của Tú Lê mà cây M200 mà pha ke á. Nó pha ke cũng phải cái đó chắc. Cái dạng là báu vật CFS bình ta anh em. Có kiểu CFS cây màu tím trắng á. Cây M200 tím trắng với cây con tím trắng luôn. Cây con đó thì nó cũng giống như cây Liberation, chứ nó không có giống như cây này. Nó thay đạn nó cũng phải xoay xoay. Ôi. Làm gì? Chống làm sao mới được mà được với con búng lè be được. Ôi tôi lên top luôn em. Không ngờ tôi lấy được cái top, không phải là lấy lại được mà là lấy được. Tại vì hồi mới vô tôi đâu phải tính top đâu. Hên. Ta nói bởi vậy bắn hay không bằng bắn hên mà. Nói chung là những cái cảm nhận của em về súng á, nó mang tính chủ quan nha anh em. Em cũng đã nói cái việc này ở nhiều clip lắm rồi. Nên anh em nào mà có cảm nhận khác về súng thì có thể comment phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi, mình thảo luận đồ về súng cho nó vui. Trên tinh thần là học tập nha anh em, chứ anh em mình đừng có comment cãi nhau, cãi vã nhau mệt lắm. Em bắn kênh 2 cũng là vì lý do đó anh em. Kênh 2 thì đa số nó free nhiều, nó cũng thí dụ như chơi đặt bơm đi, nó cũng không ảnh hưởng những cái anh em rồ quá nhiều. Lý do em chọn kênh 2 là như vậy. Ôi xin lỗi anh em, tự do 2 là như vậy. Tự do 2 đa số như anh em mới biết chơi nó cũng dễ cho em làm clip là thứ nhất nè. Rồi cái thứ hai á, nó không yêu cầu quá về chuyên môn. Ví dụ như chơi C4 mà anh em dở quá anh em có thể chơi kênh 2 đó. Còn những anh em yêu cầu cao, anh em yêu cầu đồng đội của mình cũng phải xịn sò thì anh em có thể vào kênh 1 mà, đúng không? Chứ mình không cần phải qua kênh này hành gà đâu. Em thì em chơi kênh 2 thôi, tự do 2 thôi. Nhưng mà tự do 2 lúc gà tối cũng khá là nhiều anh em xịn sò nha. Tại giờ này em đang chơi ban ngày. Rồi, được không anh em? Làm cái con loại ngược dòng này cũng im chứ bộ. Không biết có được thêm kill nào không? Phòng hơi vắng, phòng này nó không đủ 16 người. Rồi thôi, chắc không còn kịp là không còn gì nữa rồi. Chúc anh em xem video vui vẻ nha, và nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho Ben một like và một subscribe nha. Chào tạm biệt cái con quốc dân của chúng ta nha. Mà thật sự em thích con ba lanh hơn, nhưng mà con ba lanh thì nó không có vĩnh viễn rồi. Rồi bye anh em. Những kỷ niệm về một tựa game FPS huyền thoại. Chia sẻ một số trải nghiệm về những loại vũ khí trong game đột kích. Khơi nguồn cảm hứng và gắn kết cộng đồng đam mê game bắn súng. Tất cả có mặt tại BenTQ Profile. Phát trên sóng FM tần số 64 MHz. Ấy chết, nhầm rồi.
ra video đều đặn hàng tuần. Let's go!